À, chuỗi là sau đây hội tụ. Anh có kỹ thuật của anh, nếu các bạn nhớ cái đề lúc nãy thì cái đề lúc nãy anh có nói là một chia cho n mũ a nhân n mũ b thì hội tụ khi a lớn hơn một đúng không? Vậy thằng này hội tụ chắc chắn luôn. Ủa khoan. Cô này. Đấy đấy, anh nào nhưng mà anh đây câu này là anh cố tình gài các bạn này. Câu này các bạn dùng đa lăng B ạ, các bạn ra được đáp án A là hội tụ. Anh khẳng định luôn. Câu này, len N chia cho cái thằng này, nó sẽ là len N chia cho N, cái thằng này thì nó sẽ là phân kỳ các em nhé. Đấy, bởi vì cái căn N cộng 2 với căn N là hết này, vậy thì nó tương đương với len N trên N, vậy con này là phân kỳ. Còn con này khi các bạn tính giới hạn ra, các bạn tính giới hạn ra nó sẽ khác không. Đấy, các bạn tính giới hạn số hạng tổng quát đấy, các bạn bấm máy tính nhé, con này sẽ ra khác không. Con này thì đúng như lúc nãy cái đề kia anh bảo là N mũ 2 nhân len N thì nó sẽ là hội tụ đúng không? Bởi vì cái thằng 2 này lớn không. Tuy nhiên câu này là anh cố tình lừa. Câu này anh cố tình lừa, tức là anh ở đây anh cho chỉ số n chạy từ 1 các em này. Các bạn nhìn cho anh n chạy từ 1 này. Mà n bằng 1 thì len n bằng 0. Đấy, vậy tức là nó sẽ đã không tồn tại cái số hạng A1 rồi. Nó không tồn tại số hạng A1, vậy tức là cái câu này là bị sao? Câu này nó là phân kỳ nhá. Nó chỉ cần một số hạng nó không tồn tại tức là nó phân kỳ luôn đấy. Đấy, vậy tức là câu này chỉ đáp án A thôi. Chứ nếu mà câu này mà ví dụ như các bạn mà làm nào nó kiểu có thể là các bạn ngồi tự làm ấy thì anh nghĩ sẽ có nhiều bạn bảo anh là câu này cho sai đề hay là sao câu này hai đáp án đúng đấy, nhưng mà thực ra cái này anh cố tình ấy, cái này anh cố tình, các bạn lưu ý nhá. Rồi câu 2, tìm miền hội tụ của chuỗi sau. Thì đối với những cái chuỗi này này đấy, thì nếu như anh có một cái mẹo của anh ấy là giả sử chỗ này nhá, đấy giả sử chỗ này mà nó là một cái x lớn này. Đấy, thì anh biết chắc chắn x lớn nó sẽ thuộc vào trừ 1 đến à, trừ 7 đến 7. Đấy, nó sẽ ăn nhau ở cái thằng 7 này này. Đấy, trừ 7 mũ 7, à, trừ 7 phần 7. À quên, trừ 7 đến 7. Và tại x bằng trừ 7 thì cái thằng này nó sẽ làm sao? Nó sẽ bằng 1 trên n. Còn tại x bằng 7 nó sẽ là trừ 1 mũ n trên n. Vậy tại x bằng 7 nó hội tụ và trừ 7 nó là phân kỳ. Nhưng khi ta thay ngược lại, nói gì đây? Khi thay ngược lại cái x lớn ấy bằng x cộng 1, vậy ta sẽ được nó là khoảng từ gì? Từ trừ đến 8 đến 6. Đấy, tức là x lớn thì bằng x cộng 1 mà x lớn bằng 7 thì thằng x nhỏ này sẽ bằng 6, x lớn bằng trừ 7 thì x nhỏ sẽ bằng trừ 8. Đấy, vậy thì tức là sao? Tại trừ 8 nó là phân kỳ và tại 6 à tại 8 à tại 6 nó là hội tụ. Vậy tức là câu này anh sẽ chọn đáp án là đáp án C. Hơi nhanh xíu, các bạn sau có thể các bạn sẽ xem lại nhé. Đấy. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái gì nhỉ? Cái bán kính hội tụ để các bạn tính nhá. Đấy, và các bạn thay vào. Rồi tính tổng của chuỗi. Tính tổng của chuỗi thì bản chất ấy, các bạn nhớ cho anh cái khai triển Magrolan này. Lúc anh bảo là cái quá khai triển Magrolan một loạt cái công thức ấy. Em mũ x thì sẽ bằng x mũ n chia cho n giai thừa. Đấy. Vậy suy ra anh sẽ có em mũ 2 sẽ bằng gì? Tổng sigma 2 mũ n chia cho n giai thừa. Đấy, nhưng cái tổng S này chúng ta lưu ý nó sẽ là n chạy từ 1 cơ chứ không phải n chạy từ 0. Thì cái này bản chất khi các bạn thay vào nó sẽ là 1 cộng với x2 mũ n trên n giai thừa. Đấy, cái này các bạn lưu ý nhá, tính toán nó lừa đấy. Thì sao? Vậy thì cái thằng này sẽ bằng gì? Thằng này trên đây thằng đang tính ấy, thì sẽ bằng em mũ x trừ 1, tức là em mũ 2 trừ 1. Đấy, em mũ 2 trừ 1. Vậy tức là câu này sẽ chọn đáp án là đáp án D nhá. Đấy, câu này sẽ chọn đáp án D. Rồi. Đến cái lúc mà anh mệt mệt rồi chúng nó lại vào đông nhỉ? Hay nhỉ? Giờ lại vào đông hơn lúc nãy. Okay. Câu số 4. Có bao nhiêu chuỗi hội tụ tuyệt đối trong các chuỗi sau? Cái thằng IA là hội tụ tuyệt đối này. IA là hội tụ tuyệt đối, các bạn lấy chữ tuyệt đối ra. Đấy. Các lấy chữ tuyệt đối ra, anh có nhìn cách mẹo, anh có phương pháp nhìn này. Cái A là hội tụ tuyệt đối nhá. À, IA là hội tụ tuyệt đối, anh sẽ đánh dấu đỏ vào đây cho các bạn này. IB nó cũng sẽ là hội tụ tuyệt đối này. Đấy, A, IB đều là hội tụ tuyệt đối này. IC là chuỗi bán hội tụ nhá, IC chuỗi bán hội tụ. Cái này là bán hội tụ. Cái thằng này nó sẽ là gì? 1 chia cho n nhân n. Đấy, n nhân n, vậy thằng này nó là bán hội tụ. Còn cái thằng này sẽ là 1 trên n nhân n bình, thằng này sẽ hội tụ tuyệt đối. Vậy câu này sẽ là 3 đáp án. Đấy, có 3 đáp án là 1 2 3, 3 thằng này hội tụ. Vậy thì anh chọn đáp án C. Nhá, anh sẽ chọn đáp án C.
Đấy, câu này sẽ cho đáp án là C. Đấy, cái thằng này này các bạn nhìn nó sẽ là tương đương với thằng này, nó bán hội tụ các bạn nhìn dễ. Còn cái thằng này bản chất nó sẽ tương đương với gì nhỉ? Nó tương đương với là trừ 1 mũ n chia cho n nên n đấy. E căn bậc n của e trừ 1 thì nó sẽ tương đương với 1 trên n nhé các bạn nhé. Đấy, vậy thằng này là bán hội tụ chứ không phải là hội tụ tuyệt đối. Rồi, khẳng định nào sau đây là đúng. Chuỗi hội tụ thì hội tụ tuyệt đối là sai. Đấy, bởi vì ví dụ như thằng này này, thằng này nó hội tụ nhưng nó không hội tụ tuyệt đối. Đấy. Chuỗi bán hội tụ thì hội tụ có lẽ đúng. Bởi vì bán hội tụ bản chất nó cũng là hội tụ. Đấy, vậy thì tức là thơ. Chốt luôn câu này rồi. Ok chưa? Chốt luôn câu này rồi. Thế, vậy câu này là đúng. Vậy thì câu CD không cần tính. Còn bây giờ. Rồi, bài này tìm hệ số của x mũ 4 thì cũng giống như lúc nãy anh bảo là có hai cách đúng không? Thì cách đầu tiên là các bạn đạo hàm cấp 4 ra. Thực ra con này đạo hàm cấp 4 này nó cũng đơn giản thôi. Bởi vì len đạo hàm là bằng 1 chia cho x cộng 3 thì mũ 3 lên, đạo hàm cấp 3 lên nó sẽ là trừ 1 mũ 3. Đạo hàm cấp 4 thì sẽ là trừ 1 mũ 3 nhân 3 ra thừa chia x cộng 3 mũ 4. X cộng 3 mũ 4 x bằng 0 vậy là sẽ là 3 mũ 4 đúng không? Vậy là trừ 3 trừ 1 mũ 3 vậy sẽ là trừ 1 chia cho 81. Đấy, vậy câu này sẽ chọn đáp án là D. Quên, và chia cho 4 ra thừa nữa. Đấy, còn phải nhân 4 này thừa nữa. Vậy tức là con này chọn đáp án A đấy. Con này chọn đáp án A. Đấy, hoặc là các bạn có thể làm theo câu này. Các bạn sẽ có gì nhỉ? Lúc đấy các bạn sẽ có công thức là len của gì? 1 cộng x sẽ bằng gì nhỉ? Khai triển Lorentz ấy. Thì đấy, len của 1 cộng x thì nó sẽ bằng là trừ 1. Nó bằng tổng sigma của gì nhỉ? N 1 vô cùng. Đây sẽ là trừ 1 mũ n trừ 1 nhân với x mũ n chia cho n đúng không? Đấy, vậy thì suy ra các bạn sẽ có là cái len của gì? X cộng 3 ấy, thì bản chất nó sẽ bằng len của 3 cộng với len của gì? 1 cộng với x trên 3. Đấy. Và bây giờ tìm hệ số của x mũ 4 đúng không? Thì thực ra cái thằng len 3 này nó chẳng hưởng gì cả. Bây giờ chỉ cần tìm hệ số của x mũ 4 thôi. Vậy x mũ 4 tức là thay bằng n 4 vào đây. Vậy sẽ là gì đây? Trừ 1 mũ 4 nhân x mũ 4 đúng không? Và bên dưới là gì? N tức là 4 nhân với gì? 3 mũ 4. Đấy. Rồi, 3 mũ 4 thì bao nhiêu nhỉ? 3 mũ 4 thì bằng 81 nhân với 4 thì bằng 324. 324 vậy đây bên trên là 1 trên 324. À quên, đây là trừ 1 mũ n trừ 1 vậy đây là trừ 1 mũ 3. Đấy. Đây là 4 trừ 1 vậy đây sẽ là trừ 1. Đấy, vậy thì sẽ chọn đáp án là đáp án A nhé. Đấy, câu này sẽ chọn đáp án A nha các em nhé. Vẫn hay xét tại 21. À, Dũng ơi, cái bài miền hội tụ thì em đang nói cái câu này của anh hay là ấy đây? Hay là nói câu trước đấy? Đang nói câu 5 hay là nói cái câu trước câu miền hội tụ là câu 2 đấy? Đúng rồi, miền hội tụ thì xét tại bằng 1 chúng ta phải thay thẳng đầu mút vào đúng không? Thì ví dụ như anh bảo là câu trên này này. Câu số 2 ấy. Đâu nhỉ, câu 2 này. Đấy, thì thực ra ấy, là cái chuỗi bản chất ấy. Bây giờ anh mẹo cho các bạn luôn nhé. Cái kỹ thuật này. Cái chuỗi dạng của này này. Cái dạng Fn nhân với x mũ n. Đấy, thì nó sẽ luôn hội tụ. Khi gì đấy? Khi chuỗi tuyệt đối x nhỏ hơn 1. Nhưng mà với điều kiện là gì? Với cái thằng Fn ấy, nó là các phân thức. Các phân thức rồi. Nó có phân thức tức là sao? Phân thức thì tức là nó dạng như kiểu là nó có n mũ A, n mũ B. Chứ n mũ A là mũ B nhá. Chứ tuyệt đối không được phép theo kiểu là gì? Ví dụ như em mũ N hay là n mũ N thì là không được. Thế thằng này thì không ok, không ổn. Đấy, tức là Fn ấy, nó phải là cái dạng phân thức này kiểu n mũ A cho n mũ B. Thì kể cả nhá, ví dụ như là Fn của anh ấy, kể cả Fn của anh bằng n mũ 5 cộng căn n chia cho n mũ 7 trừ 9 đi. Ví dụ cái thằng này và cái thằng chuỗi nhân với gì đây? À, bên dưới là x mũ n. Đấy. Thì cái thằng này cái khoảng hội tụ của nó cũng chỉ là x nhỏ hơn 1. Thì nó sẽ hội tụ. Còn x lớn 1 thì chúng ta sẽ thay vào. X lớn hơn bằng 1 thì nó quên, x lớn 1 thì nó phân kỳ, còn x bằng 1 chúng ta thay vào nhá. Đấy là lưu ý, đấy là cái thủ thuật của anh nó là như thế. Thì sau ví dụ như là các bạn có hội, anh sẽ nói kỹ hơn cái thủ thuật đấy cho các bạn. Vậy thì anh sẽ chọn đáp án D. Đấy, câu này sẽ chọn đáp án D. Bởi vì sao? Chúng ta sẽ quan tâm bởi vì đây là 4 mũ n, x mũ 2n, x mũ n. Chúng ta sẽ quan tâm đến cái giá trị là 4 và x mũ 2. Đấy. Thì nếu trường hợp đi, trường hợp mà
trị tuyệt đối của x. Đây nha các bạn lưu ý cho anh nhá, nếu mà trị tuyệt đối của x, nếu anh trị tuyệt đối của x này mà lớn hơn 2, được chưa, thì suy ra anh sẽ có là x mũ n chia cho 4 mũ n cộng x mũ 2 n này, thì nó sẽ tương đương với gì đấy, nó sẽ xuất xỉ gì nhỉ, nó sẽ tương đương bên trên x cũng là không thay đổi, x lớn 2 vậy thì x mũ 2 sẽ lớn hơn 4 đúng không, vậy này sẽ, anh sẽ giữ lại thằng lớn, vậy tương đương x mũ 2 n đúng không, mà cái thằng này sẽ bằng gì, sẽ bằng là 1 chia cho x mũ n đấy, mà x lớn hơn 2 vậy thì cái thằng trị tuyệt đối cái thằng này dạng kiểu quy mũ n, đối với quy mũ n thì x lớn 2 thì cái thằng này sẽ nhỏ hơn 1, thằng này sẽ nhỏ hơn 1/2 đấy, vậy thì thằng này sẽ là hội tụ đấy, quy mũ n thằng này sẽ hội tụ đấy, trường hợp x lớn 2, trường hợp sao x nhỏ hơn 2 trừ từ x nhỏ hơn 2 thì anh sẽ có gì, anh sẽ có cái thằng này này, sau cái thằng này nó sẽ xuất xỉ gì đây, xuất xỉ x mũ n chia cho 4 mũ n đấy, nếu mà x nhỏ hơn 2 thì cái thằng này sẽ là tự, thì ta sẽ giữ lại thằng lớn, thằng dưới mẫu này giữ thằng lớn bỏ thằng bé, thì thằng này sẽ làm sao, thằng này nó sẽ bằng gì đây, ok x chia cho 4 mũ n thì x nhỏ hơn 2 thì trị tuyệt đối x nhỏ hơn 2, vậy thằng này hiển nhiên nó cũng sẽ vẫn là nhỏ hơn 1/2, vậy là vẫn hội tụ đấy, ta x bằng 2, ta x bằng 2 chúng ta thay vào nhá, ta x bằng 2 thì bên trên phải là gì, 2 mũ n và bên dưới là gì, 4 mũ n cộng với 4 mũ n, tức là 2 nhân với 4 mũ n thì cũng nó sẽ bằng là 1/2 ra ngoài sẽ là 2/4 mũ n đấy, vậy thì nó vẫn là gì, nó vẫn là hội tụ đúng không, cái quy bằng 1/2 và x bằng trừ 2 thì quy cũng bằng trừ 1/2, vậy thì tức là x lớn 2 x nhỏ 2 thì nó hội tụ hết, vậy tức là câu này anh sẽ chọn đáp án gì đây, anh sẽ chọn đáp án là D nhá, câu này anh sẽ chọn đáp án D. Câu số 8, chuỗi là hội tụ theo D'Alembert, anh nhìn phát anh biết luôn là cái chuỗi này không phải nghĩ, à quên nhầm, sai nhầm. Chuỗi này đấy, anh nhìn phát biết chỗ này, chỗ này cái giới hạn khi n tiến đến vô cùng ấy của an cộng 1 trên an nó sẽ bằng bao nhiêu đây, nó sẽ bằng 1/2 các bạn nhé, còn con này là nó sẽ phân kỳ theo điều kiện cần, con này nó sẽ là hội tụ nhưng mà theo Cauchy, còn con này sẽ là phân kỳ, con này sẽ là phân kỳ, có cái mẹo để nhìn ra tại sao con này là phân kỳ đấy các bạn, có mẹo đấy. Thì thường cái mẹo của anh ấy là anh có một cái thường ấy, anh sẽ có một cái gì nhỉ, có một cái dãy so sánh lớn bé ấy, thì cái thằng len là bé nhất này, rồi sau đến dạng thằng len n này nó sẽ nhỏ hơn n mũ a đấy, nó sẽ nhỏ hơn a mũ n đấy, và nó sẽ nhỏ hơn n dư thừa, nó kiểu đấy, n thừa và nhỏ hơn n mũ n, nó kiểu như vậy nhá, đấy nó sẽ có cái so sánh kiểu đấy, nó sẽ so sánh kiểu đấy các em. Rồi câu 9, nó bảo là khẳng định sau đây là sai, khẳng định sai, chuỗi AN hội tụ theo D'Alembert thì cái chuỗi trừ 1 mũ N hội tụ tuyệt đối. Đúng hay không? Đúng không nhỉ các em nhỉ? Câu 9 nó bảo chọn khẳng định sai. Vậy cái này đúng không? Câu này đúng đấy các em ạ. Cái thằng này là hội tụ theo tiêu chuẩn D'Alembert thì cái thằng này trị tuyệt đối của nó ấy, nó cũng sẽ hội tụ theo tiêu chuẩn D'Alembert. Thằng này hội tụ theo D'Alembert tức là cái chuỗi này này nó hội tụ theo tiêu chuẩn D'Alembert suy rộng ấy. Đấy, vậy thì hiển nhiên nó cái chuỗi tuyệt đối hội tụ, vậy thằng này hội tụ, vậy câu 9 A là đúng. Nhưng mà nó bảo chọn đáp án sai. Vậy tức là sao? Vậy tức là ta không chọn đáp án A, được chưa? Rồi, chuỗi trị tuyệt đối hội tụ thì chưa kết luận được sự hội tụ của thằng này là sai. Bởi vì chuỗi trị tuyệt đối hội tụ thì thằng này là hội tụ tuyệt đối, vậy là kết luận được rồi. Nếu chuỗi này hội tụ tại x bằng 6 thì cũng hội tụ tại x bằng -6. Lúc nãy anh đã nói phần mềm hội tụ, anh đã nói rất rõ rồi. Tại x bằng 6 hội tụ thì tại -6 nó cũng hội tụ. Đấy nhá. Bởi vì đây là chuỗi lũy thừa, các bạn lưu ý cho anh đây là chuỗi lũy thừa. À khoan đã. À, x bằng 6 thì cũng đúng rồi. Hình như cái phần này anh hơi cấn tí, anh hơi bị nhầm xíu. À nó ví dụ như là Câu này anh sai nhá. Câu này anh sai đấy. Tại x bằng 6 thì nó sẽ hội tụ với mọi điểm có trị tuyệt đối x nhỏ hơn 6 thôi. Câu này anh sai, lẽ hình như anh nói là nó vẫn bị nhầm đấy. Câu này là vẫn nhầm. À ừ đúng. Nó bảo chọn đáp án sai mà. Nó chọn đáp án sai mà. Đúng rồi, nó bảo chọn đáp án sai, vậy thì câu này đúng. Câu này đúng. Ok. À, câu này nó bảo là phân kỳ tại x bằng 6 thì cũng phân kỳ tại x bằng 10, thế vậy thì câu này hiển nhiên đúng này. Đấy câu này hiển nhiên đúng, vậy tức là không chọn. Nếu chuỗi A là hội tụ thì chuỗi A là bình phương cũng hội tụ, đúng hay sai các em? Câu này sai nhé.
Đấy, không tin các bạn lấy cho anh cái chuỗi trừ 1 mũ n trên căn n. Trừ 1 mũ n trên căn n thì chuỗi đây hội tụ, nhưng bình phương lên nó sẽ là 1 trên n phân kỳ nhá. Vậy thì câu này sai. Rồi, câu này nó bảo là nếu chuỗi dương AN hội tụ thì chuỗi dương AN bình cũng hội tụ. Vậy câu này đúng hay sai? Chuỗi dương nhá. Chuỗi dương thì lại là ok, vậy câu này là đúng này. Đấy, nếu là chuỗi dương ấy thì cái thằng này hội tụ thì thằng kia cũng hội tụ chắc chắn. Đấy, nếu chuỗi dương thì ok, còn nếu mà cái phần chuỗi bất kỳ thì sai. Đấy, chuỗi dương thì ok. Rồi. Đến câu 10. Có miền hội tụ là -6 đến 6 và chọn câu trả lời đúng. Rồi, cái AN cộng 1 x mũ n cộng 1 hội tụ với x thuộc nhà này đúng hay sai? Đúng hay sai nhỉ? Nó đúng đấy. Cái thằng AN cộng 1 xn cộng 1 ấy thì thực ra nó khác cái gì đâu, thực ra nó chỉ đá cái thằng x này xuống đây. Thực ra nó chỉ nhảy lên đấy thôi. Cái thằng này thì bản chất nó chính là cái thằng này bỏ đi cái gì nhỉ? Bỏ đi số hạng là x mũ 1 a1 thôi. Đấy, tức là cái thằng này này, bản chất nó chỉ là cái thằng này bỏ đi cái số a1 x1 thôi. A1 nhân x thì thực tế là cái thằng này bằng thằng này, à quên, cái thằng này này nó sẽ bằng thằng này cộng với a1x. Đấy, thằng này nó bằng thằng này cộng với a1x. Thì thằng này hội tụ với thằng này rồi, vậy thằng này hiển nhiên nó cũng hội tụ trên cái đoạn này. Đấy, vậy thì nó sẽ hội tụ với thằng này. Ok chưa? Rồi, chuỗi ANX cộng 2 mũ N phân kỳ tại X bằng 5. Coi đúng hay sai? Đấy, cái lần này miền hội tụ là X trừ 6 đến 6. Vậy thì cái thằng X cộng 2 này, cái thằng X, thằng chuỗi này này, nó sẽ hội tụ với X cộng 2 thuộc trừ 6 đến 6. Nó sẽ hội tụ với X cộng 2 thuộc trừ 6 đến 6. Vậy tức là x cộng 2 thuộc trừ 6 đến 6. Vậy tức là sẽ trừ 8 đến mấy đây? Trừ 8 đến 4. Đấy, nó sẽ là trừ 8 đến 4. Vậy thì tại x bằng 5 nó sẽ là phân kỳ. Cái này đúng. Được chưa? Tại x bằng 5 nó sẽ phân kỳ. Vậy là ngày đúng. Cái miền hội tụ của chuỗi này này, à, nó sẽ là trừ 8 đến 4 nhé các em nhé. Đấy, của thằng này nó sẽ trừ 8 đến 4. Vậy x bằng 5 phân kỳ là đúng. Rồi. Chuỗi AN x mũ N chia cho 2 mũ N có miền hội tụ là trừ 10 đến 10. Câu này đúng hay sai? Ý C. AN x mũ N, vậy tức là bản chất ấy, các bạn cứ đưa về gì nhỉ? Các bạn chỉ đưa về dạng AN nhân x lớn mũ N đi. Đấy, thì trong trường hợp này x lớn, A lớn, AN x lớn mũ N là sẽ hội tụ với trừ 6 đến 6. Vậy thì cái thằng này x lớn trong trường hợp này sẽ bằng là x trên 2. Đấy, vậy thì x trên 2 thuộc trừ 6 đến 6. Vậy thì tức là nó miền hội tụ nó sẽ là từ x thuộc từ trừ 12 đến 12 đấy. X trên 2 thuộc trừ 6 đến 6 mà. Vậy x sẽ là từ trừ 12 đến 12. Vậy thì miền hội tụ là trừ 10 đến 10. Là sai. Đúng chưa? Nó là sai, miền hội tụ nó trừ 12 đến 12 cơ. Giả sử nó bảo là cái này là hội tụ tại x thuộc trừ 10 đến 10 thì đúng. Nhưng miền hội tụ của nó phải là trừ 12 đến 12. Vậy câu này là sai nhá. Ý đi. Cái thằng này x lớn của anh là trừ 6 đến 6. Vậy thằng này là 2x. 2x vậy thì sẽ là 2x thuộc trừ 6 đến 6. Vậy x sẽ thuộc trừ 3 đến 3. Vậy câu này là sai. X bằng 4 nó sẽ phân kỳ nhá. Cái chuỗi thằng này nó sẽ hội tụ đều với x nhỏ hơn 3. Đúng hay sai nhỉ? X nhỏ hơn 3 vậy thì tức là cái thằng 2x mũ n này, 2x tất cả mũ n ấy, nó sẽ nhỏ hơn 6 mũ n. Đúng chưa? Nhỏ hơn 6 mũ n. Đấy, chỉ tuyệt đối nó sẽ nhỏ hơn 6 mũ n. Mà cái thằng 6 mũ n, bởi vì cái chuỗi này là hội tụ tại x bằng 6 mà. Đây này, chuỗi này hội tụ tại x bằng 6. Đâu rồi? À đây, tại x bằng 6. Vậy thì cái thằng này nó nhỏ hơn. Nhỏ hơn 6 rồi. Vậy thì thằng này hội tụ đều đúng ấy. Thằng này đúng ấy. Cái thằng này hội tụ tại x bằng trừ 5 đúng hay không? AN cộng 1 đúng hay không nhỉ? IF AN x trừ 5 đúng không? Cái này sai này. Cái này thực ra các bạn có thể viết thành hai chuỗi. Bản chất nó là thành hai chuỗi, à, nó dạng kiểu AN nhân x mũ N cộng với gì? Cộng với x mũ N. Đấy, thì cái thằng này hiển nhiên hội tụ tại x bằng 5 trừ 5 rồi. Bởi vì miền hội tụ của nó là trừ 6 6 mà. Nhưng cái thằng này miền hội tụ nó là trừ 1 đến 1 thôi. Mà hai chuỗi là một đáp án, một cái là hội tụ, một cái phân kỳ, cộng với nhau nó sẽ ra phân kỳ các em nhé. Cộng nhau nó sẽ ra phân kỳ, vậy tức là con này là sai. Đây, IF là sai. Đấy, mà nó bảo chọn đáp đúng, vậy ra bỏ qua. Câu số 11. Cho hai chuỗi dương này thỏa mãn AN nhỏ hơn BN rồi. Khẳng định đúng. AN hội tụ thì AN nhân BN cũng hội tụ. Ồ đấy, hai chuỗi dương. Vậy đúng không nhỉ? AN hội tụ, vậy thì AN nhân BL cũng hội tụ, vậy nó sẽ đúng hay không? Nó bảo chọn khẳng định đúng nhé. Thì nếu mà các bạn là cái nguyên tắc
nếu như các bạn khẳng định nó đúng thì nó phải đúng với tất cả. Còn nếu mà các bạn chỉ cần chỉ ra được một trường hợp nó sai thôi thì sẽ làm sao? Chỉ cần chỉ ra được một trường hợp nó sai thì nó sẽ là sai. Rồi, để xem nào. Anh xem A nào hội tụ thì A nào nhân B nào cũng hội tụ. A nào hội tụ. Ở đây nó có chuỗi dương này, nó có bảo gì đâu, nó có bảo gì thằng B nào đâu, nó chỉ bảo A nào hội tụ. Thì ví dụ như anh cho A nào bằng ngàn này, A nào của anh bằng gì anh? A n nhá bằng một chia cho n bình hội tụ, chưa hội tụ quái, hội tụ quá luôn. Nhưng BL nó bằng gì? Nó bằng n bình ấy, là mũ 3 đi, n căn n thôi, n căn n là đủ chết rồi đấy. Vậy thì suy ra các bạn nhìn có a n nhân BL là phải bằng gì? Một chia cho căn n phân kỳ, đúng chưa? BL nó có cho là hội tụ hay phân kỳ đâu. Thế vậy tức là con này là sai đấy, vì a là sai nhá. Đó là chọn phải đúng, IA sai. Nếu B nào hội tụ thì AN cộng BN cũng hội tụ. Ok đúng, bởi vì trong theo chuẩn so sánh ấy thì AN nhỏ hơn BN mà, nó bằng hai chữ dương nữa. Đấy, AN hội tụ thì B nào hội tụ thì AN cũng hội tụ. Đấy, B hội tụ thì A cũng hội tụ. Vậy thì suy ra đi hai cái chuỗi tổng này nó sẽ là hội tụ. IC. B nào hội tụ thì BN trên AN nó cũng hội tụ. Cái này là hơi cấn cấn là sai nhá. Cái này là sai đấy. B nào hội tụ, ví dụ anh cho BN bằng gì đây? Anh cho BL, các bạn cứ lấy vài ví dụ, lấy ví dụ dễ lắm, lấy ví dụ này dễ cực luôn, một trên n bình hội tụ, được chưa? Đây là BN nhá. Nhưng mà cái thằng AN của anh ấy, AN của anh nó là gì? Nó là một trên n đi, đúng không? Vậy thì suy ra bây giờ các bạn sẽ có là BN trên AN nó sẽ bằng gì đấy? Sẽ bằng là một chia cho n bình chia cho một trên n đấy, và nó bằng gì? Bằng một trên n phân kỳ, ok chưa? Đấy, vậy thì câu này là sai. AN phân kỳ thì AN cộng BL cũng phân kỳ thì sao? Đấy, cũng phân kỳ, câu này đúng hay sai? Các bạn lưu ý nó có tính chất là gì? Hai chuỗi hội tụ thì tổng chưa chắc đã là hội tụ. À quên, hai chuỗi phân kỳ thì tổng chưa chắc là phân kỳ. Nhưng đấy là đối với hai chuỗi kiểu bừa phứa. Còn nếu mà là hai chuỗi dương mà nó bảo AN phân kỳ, thằng BL to hơn AN cơ. Đấy, vậy thì khi hai thằng này cộng với nhau chắc chắn sẽ phân kỳ. Cộng với nhau nó sẽ là phân kỳ. Nó sẽ là phân kỳ các bạn. Đó xem nào. Một. Đúng rồi, nó sẽ phân kỳ nhá. Con này sẽ phân kỳ ấy. Rồi nếu chuỗi AN nhân BN hội tụ và thì các chuỗi này cũng hội tụ, vậy câu này sai chắc chắn rồi. Câu này các bạn có thể là gì nhỉ? Lấy nhiều chuỗi lắm. Đấy, AN nhân BN là hội tụ thì ví dụ như là một trên n nhân một trên n thì là hai cái đấy là bằng một trên n bình hội tụ, nhưng mà từng cái thằng này nó sẽ phân kỳ đấy. Rồi nếu AN chia cho AN cộng BN bằng K thì chỗ AN hội tụ thì BN cái này cũng hội tụ. Vậy thì đúng hay sai đấy? Hiển nhiên đúng rồi, bởi vì khi đấy nhá, AN là chuỗi dương, AN cộng BN cũng là chuỗi dương. Đấy, mà chia nhau bằng k vậy cùng tính chất, vậy thằng này hội tụ thì thằng này cũng hội tụ. Vậy thì đấy là theo tiêu chuẩn so sánh hai. Đấy, thế thôi. Câu số 12, khẳng định nào sau đây là sai? Khẳng định nào sau đây là sai? Rồi, hình như là có mấy bạn này chạy đi rồi, mấy bạn không còn ngồi đây nữa rồi. Tồn tại chuỗi lũy thừa có miền hội tụ là rỗng. Sai. X bằng 0 luôn hội tụ. Các bạn nhìn cho anh trong trường này, x bằng 0 luôn hội tụ. Vậy thì tức là cái thằng này là sai nhá. Thằng này sai. Vậy thì nó không tồn tại chuỗi lũy thừa nào mà có miền hội tụ là rỗng. X bằng 0 thì cái SX bằng 0 mà đúng không? Thì cái S bằng 0 thì nó hội tụ mà. Tồn tại IB đó là sao? Tồn tại chuỗi lũy thừa có miền hội tụ là R, đúng. Cái này thì đúng. Đấy, cái này thì đúng nhá. Miền hội tụ là R đấy, anh có lấy hơi nhiều ví dụ đấy. Rồi, IC. Nếu chuỗi lũy thừa này hội tụ tại x bằng a thì sẽ hội tụ với cái thằng này, cái này đúng. IC cũng đúng. Hội tụ tại x bằng a sẽ hội tụ với x nhỏ hơn a. À quên quên quên, cái này sai, cái này sai. Chết chết chết, cái này sai. Hội tụ tại x bằng a thì sẽ hội tụ với trị tuyệt đối của x nhỏ hơn a, chứ nó không phải là trị tuyệt đối x, à chứ không phải là x nhỏ hơn a. Ví dụ là hội tụ tại x bằng 6 thì sẽ hội tụ với x bằng -5, x bằng -4. Nhưng nó sẽ không hội tụ, chưa chắc, tức là chưa chắc hội tụ với x bằng -7, -9. Hiểu ý anh không?
đấy thì cái này lưu ý chị, con này nó lừa, nếu chị tuyệt đối thì nó ok, với chị tuyệt đối nhỏ hơn a thì ok, nhưng nếu mà nó bảo là với x nhỏ hơn a thì chưa chắc nha, chưa chắc. Thì đi phân kỳ tại x bằng a thì cái này đúng, nếu chỗ đấy thừa phân kỳ tại x bằng a thì sẽ phân kỳ x lớn a, cái này thì là đúng luôn đấy. Ơ nhưng mà bài nó chọn gì nhỉ, chọn đáp án sai, ôi chết mẹ rồi, vậy thì con này là ngược ngược rồi, chọn đáp án sai. Mới quên, vậy câu này sai này, chọn đến được. Ờ đúng, vậy thì câu này đúng, chọn đáp án A sai thì cái thằng này là đáp án này, cái thằng này sai mà. Rồi thì cái chọn thằng này được, quên. Rồi E nó bảo là hội tụ tại X không bằng A thuộc R thì sẽ hội tụ tại X bằng A. Đấy, X không bằng A nhỏ R nhá, thì sẽ hội tụ tại X bằng A. Đúng không? Tức là nó hội tụ tại X. À, bán kính hội tụ R, vậy thì nó sẽ khoảng hội tụ sẽ là trừ R đến R, vậy thì cái thằng này là đúng này, thằng E đúng, nhưng mà nó bảo là chọn đáp án sai, vậy tức là ta không chọn. À, chỗ này hội tụ tại x bằng 2 thì chỗ xn chia 2 x bằng 2n chia cho 3n, thì thực ra ta coi cái x lớn bằng 2 thì ở đây ta sẽ có x bình chia 3. Đấy, nó cũng sẽ hội tụ tại x bằng 2, x bình chia 3 nó sẽ hội tụ tại x bằng 2, vậy thì sao, vậy cũng hội tụ tại x bằng 2. Nếu cái thằng này đây bằng 2, vậy sẽ là 4 phần 3 đúng không? 4 phần 3 thì nó nhỏ hơn 1. Đúng chưa? 4 phần 3 nó nhỏ hơn 1. À 4 mà quên, 4 phần 3 nó nhỏ hơn 2. Đấy, cái chỗ này hội tụ tại x bằng 2, vậy thì tức là nó sẽ khoảng hội tụ của nó sẽ là trừ 2 đến 2. Tức là tối thiểu là tất cả những điểm nằm trong khoảng trừ 2 đến 2 nó sẽ hội tụ. Đấy, vậy thì cái thằng này nó là x bình chia cho 3 với x bằng 2 thì thằng 4 phần 3 nó nằm trong khoảng đấy. Vậy cái thằng này là đúng. Thằng F đúng nhưng mà nó bảo chọn đáp án sai, vậy ta sẽ không chọn thằng F. Thế thôi.